Ok, xin chào thể mọi người trở lại kênh YouTube của mình nhé. Nếu bạn mới biết đến kênh của mình đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và nếu có thấy các video của mình hữu ích cho bạn đừng quên là like và chia sẻ video nhé. Hoặc như là để lại bình luận dưới phần mô tả, ta cùng nhau trao đổi thêm một số tính năng trong game Vân Mộng Tứ Thời Ca nhé. Và hôm nay thì ta có thể thấy ở đây là mình đã có xuất hiện một tính năng mới, ở đây là tính năng bot không? Thì bây giờ sẽ ấn vào cái bot này xem cụ thể cho bạn nhé. Thì ở đây đầu tiên khi mình ấn vào tính năng bot, bạn thấy ở đây là nó sẽ có một cái gì ạ? Khiêu chiến bot để tăng kỹ năng đúng không? Và đây có vạch 0/830, chắc là đầy 8/830 tặng lên cái giới hạn mới không? Ở đây mình thấy ở đây có tổng tích điểm sẽ cho bạn những cái quà không? Thì ở đây hiện tại nó sẽ xem quà có những cái gì nhá không? Thì quà ở đây hiện tại mình thấy là ví dụ cái mốc này cho bạn là đây những cái con này là cái con phúc tinh sơ không? Nói chung mấy con này cơ bản là kiếm cũng dễ thôi. Tiếp tục nữa lên cái mốc cao hơn thì nó cho bạn là 3 tinh rượu cao không? Cao hơn nữa ở đây thì bạn có thể có đây là con này chắc là tăng lên 4 sao đúng không? Ok nhá. Tiếp tục nữa ở đây là mình lên tiếp cao hơn nữa thì mình đang có ở đây là 5 tinh rượu cao. Nói chung là về cái mặt phần thưởng ấy thì cơ bản là chắc chỉ có nó cũng bình thường, nó cũng không phải quá hot lắm với số cái nick mà đầu tư. Và dĩ nhiên với nick free nói chung phải chăm chỉ đi mấy cái này không? Vì đấy là những thứ khá là quan trọng với bạn trong quá trình chơi game. Còn như ví dụ như cái nick mà mình đang quay cho bạn xem đây thì thực sự là cái việc đi cái này hay không nó cũng không quan trọng lắm. Thì ra mấy cái thưởng đấy ra kiếm được nhiều nguồn mà nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng tuy nhiên là nếu đi được thì vẫn nên đi nhá. Đi được vẫn nên đi để cho chúng ta tận dụng tối đa những cái chúng ta có thể có không? Chứ không nên là vì chê nó kiểu cùi quá chúng ta không đi rất là phí không? Cũng như là trải nghiệm qua chút cái xếp hạng không? Trải nghiệm qua chút cái tính năng nó xem nó chơi như thế nào không? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cho bạn xem cụ thể nó chơi như thế nào nhá. Yeah, vì hiện tại đây mình đang thấy ở đây bạn thấy ở đây nó có những cái gì nhỉ? Bây giờ đầu tiên là con triệu hồi à, ở đây nó sẽ tiêu bạn cái phiếu này. Thì cái phiếu này thì nói chung trong quá trình mình chơi mình chưa tìm hiểu kỹ lắm nha, đại khái mình quay video này hơi bận tí đấy. Thì đại khái mình thấy cái phiếu này khi quá trình mình đi trong hoạt động trong cái vân du ấy đấy nó rơi ra rất là nhiều nhá. Thành ra nói chung là bạn cứ có nhiều lực bạn đi chăm chỉ vẫn rơi rất nhiều cái phiếu này thôi. Thành ra cái 15 cái phiếu này không khó nhá. Ví dụ ở đây bạn thấy ở đây hiện tại đây mình có 170 phiếu này. Nói chung là hôm nay mình chỉ thấy tầm lanh quanh đánh trong mấy cái phụ bản đấy. Đánh trong mấy phụ bản như kiểu mộng uyển linh tinh thì mình đi kéo tăng sao, kéo phút tăng sao với lại đi kiểu tăng đồng ấy. Thì mà mình đã có được 170 không? Tuy nhiên ở đây mình cũng hơi nhiều lực một tí ấy. Thấy các bạn ơi, chung là cân nhắc một chút thôi. Ở đây nó có cái điểm này giống như số lực à. Đây cái lực này tương tự như cái lực ngoài kia, nó lẽ là đơn vị lực khác thôi. Nhưng mà lại khá cũng chắc na ná cái lực kia thôi không? Ví dụ ở đây mình thấy ở đây ấn vào đây nó sẽ nhỉ? Hiện tại đang 100/100 chắc chắn mình phải đánh bớt đi cho nó ít đi không? Ok nhá, thì giờ nói chung mình không có nhiều thời gian để có thể là test cụ thể nó như thế nào, đọc trước nó thì giờ mình nhảy vào xem luôn cho bạn như thế nào không? Thì trước khi vào xem luôn thì có lẽ đánh nhau chắc chắn phải liên quan đến tướng này, có lẽ mình sẽ đi trang bị một số linh thành, một số tướng nhất định để mình đánh thử xem như thế nào. Thì hiện tại mình chả biết là đánh như thế nào thì thôi mình cứ lấy bừa một số con thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ lấy con Tranh Nhi nhá. Tranh Nhi ở đây mình xem đang sử dụng linh thạch không, đang sử dụng linh thạch không. Ok, hiện tại mình lấy Tranh Nhi xem đúng linh thạch nhá. À đây chưa đúng linh thạch, vẫn đang chống là linh thạch, mình sẽ lấy cái bộ tranh nữa. Nói chung là mình cũng lưu tên qua chắc cũng không bị nhầm đâu. Để mình đi tìm cái bộ linh thạch của Tranh Nhi. À đây Nhi, chắc bộ Nhi nhá. Tranh Nhi, Uyển Nhi, thứ đều tên là Nhi, mình không biết chính xác là bộ nào, thôi kệ vứt bừa đi. Nói chung cứ thấy tăng làm sao để cái sát thương bạo, cái tỷ lệ bạo nó cao cao một tí rồi coi như chắc là đúng không? Nhiều khi ấy lâu quá không chả nhớ bộ đâu. Nên đây mình thấy là cái tỷ lệ bạo đây là 65% và sát thương bạo 70%, cộng với công nó đang tầm khoảng cộng thêm 1369 thì nói chung mình nghĩ là đúng cái bộ rồi. Tiếp tục ở đây mình sang tiếp là mình dùng con gì nhỉ? Bạch Trạch, nên dùng Bạch Trạch để tí hiệu ứng luôn không? Bạch Trạch đây hiện tại là đang dùng bộ ở đây cũng chắc nó sai bộ không? Mình sẽ tiến ở đây bộ trạch đấy không? Mình sẽ chuyển bộ trạch vào. Thực ra cái trạch của mình là hơi ít chính xác tí nhá. Gì thì nói chung là nó, nhưng thực ra trạch đây thì cái tỷ lệ nó ra hiệu ứng nó cũng hơi thấp một tí á. Nhưng không sao, cũng chẳng quan trọng đâu. Quan trọng ở đây cái tỷ lệ bạo sát thương bạo cũng rất là cao không? Để giúp tăng cái sát thương mình gây ra không? Và công đây hiện tại là đang cộng 1456. Thế đây là hướng cái kiểu bạch trạch thêm về tấn công nhá. Thì đang hướng bạch trạch thêm về tấn công nhá. Chứ không phải thêm về hiệu ứng. Nên thì ra cái chính xác nó hơi thấp một chút nhá. Tốc độ thì gần như bằng không thì con này thì kiểu này chủ yếu là chờ đánh ké thôi, chứ còn nhiều khi xác định nó không thể đánh sớm rồi và rất xác suất là nó bị chết nếu đánh sau rất là cao nhé. Rồi tiếp tục ở đây nữa là mình sẽ sang con Mạnh Bà, mình nghĩ cần con bơm máu như Mạnh Bà hỗ trợ tinh tinh không. Hiện tại đây mình sẽ dùng con Mạnh Bà, sẽ đổi bộ Mạnh Bà sang không. Đây có bộ liền lưu Mạnh Bà chắc là đúng thôi, mình sẽ chuyển bộ này sang. Nói chung Mạnh Bà nói chung nó liên quan sinh mệnh khá là nhiều nên bạn để ý cái máu nó rất là cao, nó cộng thêm 38.127 máu này. Và dĩ nhiên là mình vẫn đang cố gắng cao hơn nữa mà nói chung nó cũng hạn chế rất nhiều, không phải cái gì muốn cao được cao đâu. Nói chung con này xác định là bơm máu như tăng hiệu ứng linh tinh thôi nên xảy ra là thấy là cái công nó khá là thấp, mà cộng 213 thôi nhưng không có sao. Nói chung tương đối là cứ chỉnh được thế nào hay thế đấy, mà chỉnh dần thôi. Tiếp tục nữa là mình sẽ là mấy con nhỉ, một con rồi, hai con rồi, ba con rồi. Tiếp tục mình không biết nên dùng phúc họa nhỉ, mình không hiểu cái cơ chế đánh con boss này thế nào, nhưng tạm thời cứ cho tạm phúc họa nhé. Phúc họa tại đây mình đang sử dụng bộ linh thạch phúc họa chưa nhỉ? Đúng rồi, phúc họa nhé. Đang sử dụng bộ đây là cái bộ này tên là gì à? Bộ này tên là bộ đầu mộc giải không? Chứ bộ này thì mình tăng thêm cái khả năng mà nó gây ra cái trận đòn phúc họa giúp nó phản đòn nhiều hơn nhé.
Ok, em nói chung xem qua một chút phải không? Nói chung con Phúc Họa nói chung cũng thiên về máu mà thấy máu khá là cao. Rồi cái công thì mình chả cần lắm. Ok nhé, và đây cái chính xác cũng khá là cao và chính xác được cậu. À không, thực ra không phải cao, 27% vẫn thấp. Nói chung là cố cho lên cao thôi. Ok nhé, chắc phát là mình biết như vậy. Chứ mình ra đây mình đã có 4 tướng không? Bây giờ xem tiếp tướng thứ 5 mình nên dùng con nào nhỉ? Giờ có rất nhiều tướng có thể dùng, hiện tại mình có đội hình mình rất nhiều tướng có thể dùng. Nhưng mà tướng 6 sao là tướng mình hoàn toàn rất là muốn dùng. Rồi qua mình đang băn khoăn biết lên tướng nào, chưa tướng nào thôi. Mình có cả những con tướng rất mới như con Long Uyên này. Cái thời điểm mình quay video là Long Uyên là tướng mới nhất nhé. Mình không biết bây giờ nên dùng con nào nhỉ? Hay dùng lạc thần thì chắc mình dùng lạc thần đi. Tăng lên số cái hiệu quả cái kiểu phủ đầu địch một tí thì mình sẽ dùng cái lạc thần với cái bộ linh thạch hiện tại đây, mình không biết nên dùng bộ nào nhỉ. Hình như mình chưa có bộ nào chính xác cái lạc thần đúng không? Mình chưa có bộ nào dành riêng cho lạc thần. Thì mình sẽ có thể cân nhắc đến việc là có thể là lấy bừa một cái bộ nào đó mà nó kiểu tốc nó cao một chút đấy để nó tăng cái lợi thế một tí. Thì có lẽ là bộ tốc cao nhất hiện tại mình chắc là bộ khuê tốc rồi, mình sẽ chuyển bộ khuê tốc sang. Thì khi mình chuyển bộ khuê tốc sang tốc mình nó ở cộng 115 đúng không? Ok em, mình sẽ thử như vậy mình vào đánh xem thế nào nhá. Không quan trọng mình cũng không hiểu cơ chế đánh của nó lắm đâu. Mình giờ mình tiến hành vào xem thực tế em như thế nào nhá. Nói chung là cỡ gì không phải mọi người thông cảm nhé. Ở đây có cái lịch sử xem có ghi chép không nhỉ? Chưa có gì lắm không? Ok em sẽ nhận và ấn vào triệu hồi thử nhé. Xác định là tiêu 15 cái phủ tung kiếm gì đấy. Rồi dùng ấn xác nhận đúng không? Để mình xem triệu hồi được cái gì nhé. Ok thì boss ở đây chính là con tướng mới là con Long Nguyên thôi. Bây giờ đánh thử như thế nào? Bây giờ làm sao nhỉ? Ấn vào nó để đánh nhỉ? Thực ra cái này có thể chia sẻ mọi người cùng đánh này. Mình không biết chia sẻ với ai mà đánh không? Nói chung là mình ấn là chia... À đây chọn người chia sẻ. Nó có chia sẻ vừa bạn nào đánh thì đánh không? Nói chung là chia sẻ vài bạn đại diện, chia sẻ linh phủ phải hay hơn nhỉ? Chứ chia sẻ mấy bạn kia biết là ra thế nào không? À, nói chung là mình ấn bừa, nhá. Ai vào đánh thì đánh nhá. Thực ra cái này mình nghĩ là mình toàn chơi game đa phần mình đi đơn nhưng mà mình on khuya mà. Ok, bây giờ mình chia sẻ ra mình đánh ở đâu nhỉ? Mình xem chỗ nào đánh nhỉ? Ấn vào nó à? Đây, ấn vào nó mình hiện thấy chữ khiêu chiến không? Mình ấn vào khiêu chiến nhá. Ok, bây giờ mình vào giao diện khiêu chiến không? Ở đây hiện tại vẫn đội hình vẫn cho phép mình là 5 người không? Đây mình đang mình sẽ đổi lại vị trí tướng một tí không? Mình sẽ cho những con tướng mình đã chọn vào nhá. Ở đây ví dụ ở đây mình đang có Tranh Nhi Bạch Trạch cho vào rồi này. Ở đây mình sẽ dùng Phúc Họa cho vào rồi không? Mạnh Bà thay Mạnh Bà vào. Tức mình chưa biết địch như thế nào đây, mình chưa có thể gì rõ ràng được lắm. Tiếp tục ở đây mình cho con Lạc Thần không? Lạc Thần vào đây. Ok như vậy là đủ 5 tướng mình đã chọn đâu, mình tiến hành chiến đấu nhá, tiến hành chiến đấu như thế nào không? Ấy vào chiến này. Nói chung là trước mắt thì nói chung tướng đơn này để đánh tự động thôi. Vì tướng đơn này mình nghĩ là đánh tự động thôi. Ở đây nó giống tương tự số con boss khác đánh có 30 hiệp nhá. Nếu đánh 30 hiệp vậy thì nghĩ là chơi đội hình thiên về tấn công sẽ lợi hơn nhé. Tại vì thực ra bây giờ 30 hiệp thì mình nghĩ là mấy cái con phòng thủ hoãn tốc linh tinh nó cũng chả quan trọng đâu. Thì mình nghĩ là nên nên chơi một đội hình nó thiên về thủ thiên về nhiều con sát thương hơn. Thì nếu tiếp tục đánh tiếp có lẽ mình cho thêm cả con ứng long và con ứng long và thái tuế, thế là cho toàn con sát thương vào thôi. Mình đang dự định như thế nhưng mình để chờ tí xem thế nào. Ok, mình thấy khởi đầu đánh được sát thương khá là to, nếu mà mình thấy đánh được khá là đau địch thì có lẽ là con đầu tiên nó nhẹ nhàng chứ, có lẽ là con đầu tiên nhẹ nhàng chứ. Nhưng mình chưa hiểu lắm về cái này đâu nhá, mình chưa hiểu lắm, mình đang nhảy vào đánh luôn thôi. Thực ra các bạn có thể đọc một số cái dấu chấm than để đọc thêm về nó, thực ra đọc dài quá mình cũng không hiểu lắm. Ở đây một số cái này hướng dẫn là mình đọc cái dấu than bên ngoài với liên quan đến hoạt động, còn chấm than bên này nó liên quan đến trên báo. Mà cái trên báo mình nói rất lâu rồi mình nghĩ không cần nói lại nữa. Rồi trước mắt mình thấy con này đánh là rất khả quan đấy, mặc dù nó chưa chết mình thấy đánh được rất nhiều sát thương này. Bây giờ mình xem khống chế số lần đánh nhá, hay là cứ vào rồi hết 100/100 là được. Đây hiện tại đánh rất là cũng xem sát thương có hiện ra sát thương tổng nhỉ? Không à? Không thì sao mình biết được mình như thế nào nhỉ? Ok, như hiện tại mình đánh mỗi lần nó tiêu hao cho mình 10 cái điểm này nhé, 10 điểm này nhé. Và nó tiêu hao ngoài cái vé là nó tiêu hao mình 10 cái điểm này không? Bây giờ sử mình muốn đánh tiếp có được không nhỉ? Mình thử ấn vào xem nhé. Đây nếu mà khiêu chiến tiếp mình tiếp cũng mất thêm 10 cái điểm đấy. Nhưng mà cái vé này hiện tại nó chỉ dùng để mỗi triệu hồi cái con boss chứ sao ấy. Còn khi nào mà đánh sau con boss bắt đầu ra con khác ấy. Còn cái này chủ yếu là trừ cái điểm này. Tức là nếu bây giờ mình hiểu nôm na cái này này, nếu bạn khỏe và giết con này sớm ấy, điểm bạn nhiều ấy, cộng với việc bạn nhiều vé thì bạn đánh được nhiều con boss. Còn nếu như kiểu là nếu cái điểm này nếu bạn yếu và đánh mất nhiều lượt ấy, tức là mỗi lần mất 10 có thể là hết 100 lượt một ngày ấy, bạn vẫn sẽ chưa thể nào tấn công được con boss đâu xong ấy, thì bạn sẽ không có thể dùng được cái triệu hồi này. Thì ra là sao là cố gắng sao mạnh nhất có thể không? Thì bây giờ có lẽ mình sẽ thay một số tướng vào nhé. Và không biết một số tướng đánh xong có bị lôi ra không mình chưa rõ lắm, bây giờ tiến hành mình thử đã. Để tiến hành mình cho đội hình toàn có tấn công nhé, mình cho đội hình toàn có tấn công vào đây. Ví dụ ở đây mình sẽ vào trong yêu linh này. Mình sẽ lấy cái đội hình toàn con tấn công này. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng con Thái Tuế đi. Thái Tuế của mình đâu nhỉ? Mình sẽ dùng Thái Tuế nhé. Thái Tuế mình chỗ nào ta? Chưa thấy Thái Tuế đâu cả nhỉ? Ở đây mình sẽ để cho Triệu Hái ở cấp sao nhé. Cấp sao dễ những con mạnh này đây. Đây Thái Tuế rồi không? Mình có bộ dành riêng cho Thái Tuế, mình sẽ đổi bộ đồ của Thái Tuế ra, một bộ thiên về công. Đây Tuế đúng không? Thay bộ này vào.
Không, bộ này thì nó cho bạn là cái tỷ lệ bạo sát thương bạo, nói chung là chủ yếu bạn quan tâm cái chủ yếu bạn quan tâm mấy con tướng cái này là tỷ lệ bạo sát thương bạo và cái công nhá. Những con tướng nào mà muốn tấn công thì bạn chỉ quan tâm cái đấy, còn nào bạn muốn hiệu ứng thì bạn quan tâm thêm cái chính xác kiểu kiểu vậy. Các ông có thời gian chơi mình nghĩ tương đứng như vậy thôi, và con nào muốn như kiểu tăng cái lợi thế do hiệu ứng của địch ấy thì bạn tăng cái tốc lên cho cao đánh phủ đầu địch. Mình nghĩ nôm na hiểu đơn giản thế thôi, chứ ngày xưa mình nghĩ là nhiều khi mình nghĩ phức tạp lên quá, và sau cái vùng nó chả phức tạp thì mình nghĩ nói chung là từ từ chơi mãi dần sẽ mạnh lên thôi nhá. Chẳng qua mình biết chơi sớm thì mạnh sớm, mình biết chơi muộn thì mạnh muộn thôi. Mình đang phải sửa nick mình rất là vất vả, ngày xưa chơi kém quá. Nhưng cứ từ từ thay đổi dần dần thôi. Bây giờ dùng cái ứng long không? Ứng long đây mình sẽ dùng một bộ khác hay là mình dùng bộ gì bây giờ nhỉ? Ứng long hiện tại đây mình không biết nên dùng bộ nào đây. Như mình không có bộ nào riêng cho ứng long thì phải. Rồi hiện tại mình không có bộ nào riêng cho ứng long không? Bây giờ không biết nên cho nó dùng bộ nào nhỉ? Nếu mà ứng long dùng cái bộ kháng kim long nó lại trùng với một cái viên với lại con trạch, tại vì ra mình chưa đủ hết từng con một set riêng mà. Hay là mình vứt bừa ứng long một số tướng nhỉ, một số cái bộ này nhỉ. Mình thử xem lại tí cái bộ của cái con trúc dung như thế nào nhé. Bộ này thì thực sự để mình thử chuyển xem nhé. Bộ này thực sự nó chỉ thêm mấy cái này không liên quan, chắc mình sẽ lấy bừa mấy cái linh thạch ra làm bộ tấn công riêng không. Ừ, cái này vứt tạm và giải quyết trước mắt không, rồi về sau xử lý sau. Mình sẽ chuyển vào cái chỗ linh thạch, mình sẽ vào cài đặt nhé. Mình lấy tạo một bộ ứng long khác. Bây giờ thực ra mình hết cái bộ công rồi, bộ công mình hết rồi nên mình chuyển tạm thôi. Mình chuyển sang cái bộ giáp mộc dao, mình xem bừa được cái viên nào dùng tạm không. Mình sẽ ưu tiên về cái dòng là phần trăm công chẳng hạn, mình ví dụ như vậy đó không, hay ưu tiên tỷ lệ bạo chứ nhỉ. Để xem thử nhá, ví dụ ở đây vị trí số 1 mình có cái gì à, toàn những viên mình chưa cường xong à, nói chung là hơi khó tí là chưa cường xong nhỉ. Nếu mà cường cố lên chắc chỉ số cũng cao đấy, nhưng mà không biết cái này. Thôi mình sẽ cường cố một số viên như vậy, mình cường thử viên này xem thế nào nhé. Mình ra bây giờ đi cường rất là tốn nhá, cường rất là tốn mà không biết có thành công hay thất bại đấy cơ. Nói chung là mình không muốn kéo dài video nó quá dài, mình sợ dài quá một người nản nên xem hơi bận, nên là có lẽ mình sẽ cố gắng sao nó gọn gọn tí. Có lẽ mình cường mấy mấy phát thấy đen quá thì mình sẽ tua cho bạn qua đoạn này xem luôn kết quả không. Bây giờ mình đang còn tí thời gian thì mình sẽ tiếp tục mình cường thử mấy viên đã. Và bây giờ đến tầm hiện tại mình nghĩ là bây giờ nick mình bây giờ chắc chỉ dùng linh thạch cam thôi. Bây giờ ra game ra cũng lâu rồi, mình chơi lúc bắt đầu game ra thì chắc bây giờ cũng nhiều tháng thì nghĩ là giờ lên tàn linh thạch cam thôi. Và thế thiên hướng ở đây sẽ cường trước mắt là cường 12 nữa. Tại vì sao nếu mà có điều kiện thì mình sẽ thể kiếm thêm mấy cái kiểu là mấy cái điểm tinh trần này mình có thể mình cường lên thành 15 đúng không? Nếu mình thấy thực sự viên này nó ngon. Và bây giờ mình thực ra mình ngon hay không ngon hiện tại bây giờ mình thấy còn ít quá này, ra mình chưa chú trọng bộ mình lắp tạm và đánh tạm thôi để lấy cái sát thương nó to một tí thôi. Tại vì đây là cái con mà chỉ có một mình có bot không ấy thì mình nghĩ là lấy để cho sát thương nó to thôi, thì đánh nhiều con tấn công thôi. Nhưng phát này thì thành công mình hơi thấp mà mình cường xịt hơi nhiều. Mà giờ cái tinh trần mình thì tạm hết mất rồi. Mình đang quay clip thì bạn biết tính, bạn nào biết tính mình thì hay thấy là quay clip thì mình muốn cho nhanh nên thành ra nhiều cái mình hạn chế lắm. Ok, nó chúng tạm đủ dòng không? Rồi cái dòng cuối mình để vứt tạm viên này mà đã, vứt tạm mà đã không? Nó gọi là vứt tạm mà chữa cháy đã không? Đây ví dụ ở đây mình có viên này công tỷ lệ bạo sát thương bạo này, có tỷ lệ bạo sát thương bạo dùng tạm được này. Nhưng vứt tạm thì nó có đã không? Nó giải quyết dần. Còn viên này nãy mình vừa cường lên mình sẽ vứt vào không? Tiếp tục ở đây là viên xem chỗ này, viên này nếu mà ở đây viên này cộng 15 này. Ô có tốc độ này, có tốc độ này. Viên này tốc độ khá là nhiều không? Và có cả HP nhưng mà lên trên cái công này hơi ít này. Tôi dùng tạm nhé, Tiếp tục cái viên này cộng 12 nó thủ chính xác linh tinh, nói chung mình không biết, mình vứt tạm đã. Mình cứ vứt tạm hết cái bộ giáp mộc dao đã, mình tìm cái bộ khác sau không? Bộ này có công 14% à. Ở bên này nó có cái gì nhỉ? Kháng thủ công chính xác là công này có 5%, mình chắc lấy cái bộ công cao đúng không? Thì nói chung là con thêm về tấn công mà. Bên này không có, bây giờ mình chuyển bộ khác. Có lẽ mình sẽ dùng thêm con bộ con hổ nhỉ, mình dùng thêm bộ con hổ đi. Chứ cái này mang tính chất là phứa phứa nhá, mang tính chất là phứa rồi nhá. Tí đây không phải bộ chính của mình không có thời gian để chuyển hóa ngay lúc này. Thì tôi có thể dùng thêm bộ con hổ để tăng thêm một chút cái tỷ lệ bạo không? Thì đây hiện tại mình đang có cái này 15 là cái bộ là viên số 2, viên số 2 đây là cũng cộng 41 tốc này. Thủ HP công tỷ lệ bạo. Còn bên này xem bên này nào. Tốc độ 2 là tốc độ cộng 41 nhá. Cái này bên này có HP cộng điểm cộng, còn đây là ở bên này là HP cộng phần trăm thì ngon hơn này. Bên này là công phần trăm này thì bên này cũng là công phần trăm hơn 1%, nhưng bên này có tỷ lệ bạo thì có lẽ là bên này thiếu, bên này nhiều tốc độ hơn tí không, mình nghĩ là tốc độ hơn tí không quan trọng, có lẽ mình sẽ lấy cái viên bên này sang. Và bây giờ cái viên số 5 mình nghĩ là không có thì chắc chắn mình sẽ dùng bên này rồi. Đây có viên này cộng 12 dùng tạm đúng không, đây để chữa cháy tạm không. Như vậy sẽ có một con được công 1374, máu là tầm 5000 mấy, tỷ lệ bạo được khoảng 24% và sát thương bạo 4%. Nhưng tuy nhiên phải nhớ đây cái này do linh thạch cộng vào nhé. Và khi ấn vào phúc họa à, bạn ấn vào ứng long bạn sẽ thấy một điều là có ứng long ấy vào chỗ thông tin này thì cái bản chất của nó đã so bạn sẵn sát thương bạo là 50% đúng không? Nên ra thêm 4% là 54%, nó hơi nó tương đối một tí rồi. Mặc dù cái tỷ lệ nó hơi thấp một tí nhưng mà nó cho sẵn 50% ấy. Nên ra nó đỡ cho bạn khá là nhiều không?
À, cho bạn cái sát thương bạo 50% đỡ là nhiều. Còn đây cái tỷ lệ bạo mình cái 24% nó hơi thấp một tí. Nhưng rồi mình nâng dần dần nhé, mình nâng dần dần nhé. Ok, bây giờ sử dụng ứng long không? Như vậy mình có bao nhiêu con tấn công nhỉ? Mình có bạch trạch này, có tranh nhi này, ứng long này. Ứng long này với lại con thái tuế không? Thì giờ mình sẽ dùng thêm một con hỗ trợ là con nói chung có dùng tiếc con lạc thần hay dùng con đấy nhỉ? Hay dùng con ngọc trương giảm thủ nhỉ? Lạc thần có giảm thủ không nhỉ? Mình chả nhớ đấy. Tôi dùng tặng ngọc trương cũng được. Mình lấy ngọc trương mình thay cho cái bộ ngọc khuê và lấy cũng chả cần tốc đâu. Mình cứ dùng đúng cái bộ ngọc trương thì cũng được. Thực ra bây giờ tốc cao chỉ cần cao hơn mấy tướng của mình là được mà. Thì bộ này nói chung chính xác là 63% nhá. Nó sẽ tăng chính xác là tăng cái khả năng ra cái giảm thủ linh tinh thôi. Mình sẽ sử dụng đội hình này đánh xem thế nào nhá. Bây giờ mình tiếp tục mình quay trở về con boss nhá, quay về con boss nhá. Mình chỉ vào nó. À bây giờ mình thoát ra là mình sẽ bị mất cái con nãy à, mình lại triệu hồi lại à. Tại đây mình thấy nó hiện luôn mình không rõ. Rồi bây giờ mình không hiểu rõ như nào mình thế này mình triệu hồi nữa nhá. Mình tiếp tục mình sẽ triệu hồi nhá, bạn thấy ở đây. Và đấy cái điểm này nó sẽ tăng theo thời gian, điểm này tăng theo thời gian. Lại ra con cũ không? Thế hình như là cảm giác là gì à? À tức là nó có cho bạn 29 phút à? Trong 29 phút này mà không xử lý xong là coi như bạn sẽ triệu hồi lại không? Rồi nói chung mình chưa hiểu lắm, bây giờ cứ nhảy vào đánh tiếp đã, cứ nhảy vào đánh xem nào không? Nhấn vào khiêu chiến này. Ok, rồi sẽ chiến đấu đội hình mới, mình sẽ thay một số tướng rồi nhá. Ở đây mình thấy là các tướng sau khi dùng xong nó không bị khóa, nên mình có thể dùng nhiều lần không? Để dùng một đội hình nhiều lần, các tướng này sử dụng nhiều lần, nó không bị hạn chế lắm. Đây một số cái sẽ không cho bạn dùng số tướng vừa đánh nhé. Nhưng mà cái này nó không khống chế, bạn đánh thoải mái thôi. Đâu giờ con thái tuế này, thái tuế sẽ thay cho con cho cái con gì con thì em quên tên rồi, con lạc thần thay con lạc thần đúng không? Tiếp tục mình sẽ đến cái con là con đây con ngọc trương đây không? Ngọc trương sẽ thay cho phúc họa nhé. Ok, như vậy là mình sẽ có đội hình đầu tiên là con ngọc trương ra tay đầu tiên không? Cố gắng là giảm thủ. Sau đó sẽ đến là con thứ hai là con đến con ứng long rồi, ứng long xong rồi đến bạch trạch, xong rồi đến thái tuế, xong rồi đến tranh nghi cuối cùng không? Bây giờ xem thử như thế nào nhá. Đấy mà chiến đấu này. Mình xem trận này có khả quan không nhá. Ô bây giờ boss lại đầy máu trở lại à? Tức mình phải đánh gọn trong một video không? Mình đánh gọn trong một lần đánh không? Nếu mình thoát ra nó lại mất đi à? Ok, chỉ đánh gọn xong một phát cho hên xui thế nào nhá. Ok, mình thấy đội hình lần này có vẻ khỏe hơn rồi đấy. Nhưng mình không hiểu lắm là khi mình thoát ra lại đầy máu lại, mình chưa hiểu cái này lắm nhá, mình tí phải test thêm một số lần nữa. Nhưng mình như là nếu mình không thoát ra ngoài mình được đánh liên tiếp bao giờ hết lực thì thôi đúng không? Và mình thấy cái lực lên 91 là lực nó có sự hồi ấy. Mình có lẽ nó sẽ hồi như kiểu lực ngoài, có thể 5 phút hồi lực chăng? Mình chưa rõ cái này lắm. Nhưng nói chung một tính năng mới thì nói chung cứ vào test thử mọi người xem thực tế là tí không? Còn cụ thể nào từ từ xem mọi người nói chia sẻ kinh nghiệm một tí, người ta học hỏi dần lắm chứ mình cũng chả vội lắm. Tại thực ra cái thưởng nó không phải quá hấp dẫn nhá. Với cái nick này không hấp dẫn lắm nên thành ra là cũng không phải vội lắm. Ok, như vậy là chiến thắng nhưng mà có vẻ là boss nó chưa chết đâu. Thì mình ra đây xem lại nào. Ok, thì bạn thấy ở đây hiện tại là mình đã kill chế của boss là 56/83. Mình không hiểu 56/83 ở đây là sao, cái chỗ kinh nghiệm như thế nào nhá. Nhưng ở đây mình thấy cái boss này còn khoảng chưa đầy 50% máu. Tức là nếu bây giờ mình được kill chiến tiếp, đấy mà nó này. Mình ấn kill chiến tiếp mất thêm 10 lần nữa còn khoảng 72 thôi thì mình xem nhá. Nếu mà đánh liên tiếp thì sao nhá. Thì có lẽ con boss này sẽ chết. Mình nghĩ con boss này sẽ chết đâu, mình ấn là chiến đấu này. Mình nghĩ là phát này mình đủ mạnh để giết nó nhé. Mình nghĩ phát này mình đủ mạnh để giết nó với đội hình hiện tại của mình nhé. Tại vì đánh một lần đầu nó đã mất hơn 50% rồi, mình nghĩ phát thứ hai không có gì khó đâu. Và các bạn cái này nó sẽ giới hạn bạn tối đa là 30 lượt nhé, chứ không phải cho vô hạn. Thì nếu cho vô hạn thì mình nghĩ là tin rất nhiều bạn giết được luôn một phát. Rồi qua nó không chế 30 lượt nó hơi lâu đó. Ok, cái tỷ lệ nó dính cái giảm thủ cũng khá là cao, cái hiệu ứng giảm thủ, cái hiệu ứng đỏ đỏ ấy. Hiệu ứng đỏ đỏ nó dính khá là cao. Đấy một tín hiệu đáng mừng không? Ok, phát này mình nghĩ là kết liễu rồi này. Ok, vậy mình sẽ giết được nó thành công nhá. Ok, sau khi mình giết xong bắt đầu mình sẽ triệu hồi đại tướng không? Mình sẽ triệu hồi đại tướng không? Cái chỗ này thủ lĩnh là cái gì nhỉ? Có ấn được vào không nhỉ? Hiện tại đây chắc giao diện chỉ có một cái chỗ quà đánh cái thứ linh tinh lịch sử à? Đây lịch sử giờ đánh của mình không? Nói chung bây giờ tiếp mình sẽ ấn triệu hồi boss tiếp nhá, mình ấn triệu hồi boss tiếp nhá. Đại tiêu 15 điểm của mình không? Ơ lại ra con này tiếp à? Chả lẽ đánh đi đánh lại với con này à? Mình chính chưa hiểu lắm này. Chả lẽ đánh đi đánh lại bao giờ nó đẩy thành boss này thôi à? Mình đánh thử tiếp xem như thế nào nhé. Thực ra có cái này có thể hướng dẫn bạn cách chơi nhưng mà thực ra mình đọc cũng không hiểu lắm. Nói chung cái này mình chả hiểu lắm rồi, cứ đánh tiếp xem như thế nào không? Mình ngại đọc lắm, tầm này mình hơi bận nên mình lười đọc lắm, mình đánh tiếp thôi. Mình tiếp tục mình đánh con này xem đánh vào lên level tiếp thì như thế nào nhé. Thế có sao có boss mới không nhé?
Ok, nói chung đội hình nó vẫn khá là mạnh so con này không? Vẫn khá là mạnh. Mà ví dụ mình đánh tiếp đi khi nào cái lực nó tụt dần không? Nói chung là bạn thấy cái lực nó lên 62 thế là nó tiếp tục nó vẫn có sự tăng lực không? Mình nghĩ là chắc là 5 phút lực chắc. Và hiện tại ở đây bạn có thể thấy đây mình đã đánh qua rất nhiều ngày nhé, mình đánh qua khoảng tầm 2 ngày rồi. Thì ok, bây giờ mình đánh lên tầm bằng vầy. Thì nói chung ở đây bạn thấy điều ở đây là cái lực đấy cơ bản bạn mua vô tận nhé, chẳng qua một điều nó tương tự như cái lực màu xanh ở đây, tức là nếu như kiểu cái lực này nó quá cái giới hạn đó là 100 lực ấy thì nó không tăng nữa, còn nếu dưới 100 lực nó tăng nữa thì ra tăng lên bình thường, cứ kiểu tầm 5 phút tăng một lần nhé. Còn tiếp tục ở đây bạn có thể mua thêm không, thì bạn mua lên thì giá trị nó sẽ không bị tăng theo thời gian nhé, bạn mua bao nhiêu cũng chỉ mất 30 lụa thôi, còn mình không biết là mắc tối đa bao nhiêu, đại khái là tối đa đó là 30 lụa. Nhưng mà tuy nhiên là bạn hiểu nôm na, đánh thắng con boss ấy, đánh thắng con boss thì bạn sẽ mất cái vé triệu hồi, còn đánh thua con boss thì bạn tiếp tục chỉ mất mỗi cái lực này thôi. Như vậy thì điều đặt ra điều bạn phải cân nhắc là mua sao cho hai bên nó đều nhau nhé. Tức là nếu bây giờ giả sử bạn mua cái này quá nhiều lực ấy mà cái bên cái vé này mà không có nhiều ấy thì thực ra cái lực đấy không có ý nghĩa gì cả nhé, tại vì khi ấy bạn đánh thắng con boss ấy thì nó cũng đâu đâu có thêm vé để mà có thể triệu hồi đánh tiếp ấy, thành ra bạn phải cân nhắc cái này cho đều nhá. Và ngoài ra đây nó đang có kiểu bút sát thương trong trận à, tích điểm tổng kết tăng 2% thứ tinh tinh, đại khái đang có đợt này đang đợt về sau khi đánh rất nhiều lần mình thấy coi như cái đợt này chỉ đánh mất con Long Nguyên thôi, tức là chỉ đánh mất con Long Nguyên thôi thì mình gọi đã triệu hồi con Long Nguyên ấy thì mình sẽ tiến hành cho con Long Nguyên và đánh thử xem như thế nào đúng không. Ngoài ra đây bạn thấy đây trong server mình đến thời điểm mình quay đây thì đã bắt đầu nó được cái mốc quà đầu tiên rồi, thế ra tiếp tục mọi người cứ chăm chỉ đánh, sắp sửa đến mốc quà thứ hai cứ thế chăm chỉ mà đánh được không. Bây giờ tiến hành mình sẽ nâng con Long Nguyên của mình lên thành 6 sao đánh cho nó hiệu quả một tí đúng không, mình cho nó thành 6 sao nhé. Mình tiến hành mình vào yêu linh này, mình vào yêu linh này. Thì ở trong tính năng yêu linh này tại đây bạn thấy con này đã đủ cấp không? Và đã đủ độ kiếp không? Bây giờ mình tiến hành là mình cho lên thành con 6 sao thôi. Mình ấn vào tu luyện này. Bây giờ mình vào tăng sao ở đây mình đã có những cái con này, những con 5 sao mình sẽ bỏ vào. Ở đây bỏ thêm hai cái này nữa. Ok, như vậy mình sẽ tiến hóa lên thành 6 sao nhé. Ok, thì bây giờ bạn đã có được con Long Nguyên 6 sao và thấy các chỉ số bắt đầu tăng không? Thì các bạn có Long Nguyên này các bạn mình không rõ lắm nhưng mà các bạn nghĩ là con này chắc là kiểu sát thương bình thường thôi, thì chắc mình sẽ dùng cái bộ của mình đang dùng cho mấy con tấn công thôi. Sau khi mình tăng xong số sao rồi mình có thể mình chui ra ngoài chút, nào mình chui ra ngoài chút mình vào linh thạch mình trang bị linh thạch cho nó. Đây mình sẽ chọn một bộ bất kỳ không, ví dụ đội hình mình hiện tại đang dùng cái gì nhỉ, mình sẽ dùng con Ngọc Khuê với giải năng là tạo ra cái giảm thủ không? Dùng các con kiểu Tranh Nhi tấn công này, con Thái Tuế tấn công này, con Bạch Trạch tấn công này, còn một slot cuối cùng là con Long Nguyên đúng không, thì mình sẽ phải bỏ bớt đi con ứng long, mình sẽ bỏ con ứng long đi. Bây giờ mình sẽ đổi thạch sang không, bây giờ đang trạch đang dùng trạch rồi này, Khuê rồi Trương rồi này, mình xem không biết nên dùng bộ nào, thì Nhi đang dùng Tranh Nhi này, có thể dùng tạo cái bộ cùi cùi của con ứng long của mình, hoặc mình phải lấy một bộ bất kỳ giống như lúc đầu video mình cho bạn xem mình lấy bộ bất kỳ không, ra mình lấy bộ bất kỳ đi không. Mình sẽ tiến hành là mình chọn lại vào chỗ linh thạch, mình lại chọn lại lần nữa và cài đặt linh thạch, rồi mình chọn vào cái bộ giáp mộc dao ấy, mình chọn cái bộ giáp mộc dao này. Đó, mình tiếp tục lại nhét vào không, mình lại nhét ví dụ ở đây vị số 1 đi, mình chọn vị số 1 đi. Ở vị trí số 1 hiện tại đây mình không có được cái viên nào ngon không, có thể mình bỏ trống vị số 1 được, mình sang vị trí số 2 thế, có là mình vẫn sửa thạch thường xuyên sửa thạch ấy nên đâm ra một số cái nó không còn ngon như trước nên mình có thể mình đã chuyển con khác rồi chẳng hạn. Đây vị trí số 2 đây mình có cái viên này 15 đúng không, viên này 15 có vẻ khá là cao, dùng cái viên này nhé. Tiếp tục ở đây bên này mình có viên này 13 dùng đi, bên này mình thay viên này bằng viên 12 đây à. Viên này xem viên nào tăng nhiều sát thương đúng không, viên này thiên về thủ, viên này thiên về công mới chính xác. Đây viên này tăng công nhiều hơn là mình dùng viên này nhé. Tiếp tục ở viên tiếp theo bên này mình có viên này 14 mình dùng tạm nữa, bây giờ không có gì để mất cả dùng tạm đã. Đây viên này 15 này mình sẽ dùng tạm viên này không. Sau đó bây giờ bắt đầu mình xét đến tí ở đây tỷ lệ bạo sát thương bạo nó hơi thấp không, mà công hơi thấp một tí, bây giờ có thể dùng thêm một số viên khác, ví dụ là dùng thêm cái bộ của con hổ nữa. Bây giờ xem bộ con hổ hiện tại đây mình sẽ dùng cái bộ vĩ hỏa hổ không? Thì đây hiện tại đang có đây vị trí số 1 nè. Vì số 1 đây có viên này cộng 12 dùng luôn, mình không có sự lựa chọn nào khác không. Thì mình tăng được số cái sát thương bạo tỷ lệ bạo lên một chút. Tiếp tục ở đây bây giờ mình xem là những cái ô này ô nào thay nó lợi hơn ấy. Ví dụ ô số 2 nhá. Ô số 2 không có thạch nào để nguyên nhá. Ô số 3 tại có viên này 12, xem so sánh hai viên thì sẽ có khác nhau nhỉ. Cho viên này vào sẽ có tỷ lệ bạo tăng và cái sát thương bạo lại giảm không? Thì tạm thời mình để đấy đã, mình xem tiếp xem bên này nhá. Đây nếu mà thay viên này vào mình sẽ thấy ở đây là HP tăng này, tỷ lệ bạo tăng này, chính xác tăng. Nhưng mà kia lại giảm mà. Rồi tiếp tục mình xem tiếp một cái đảo qua vòng các viên đã không? Chỗ này không có này. Chỗ này không có, vậy có lẽ mình sẽ thay viên này đi. Mình thay viên này tăng cái tỷ lệ bạo lên đi không? Rồi, nói chung là trang bị tạm đánh tạm thử con boss thôi chứ không có gì quan trọng đâu. Mình để tạm bộ này đi, mình để tạm như vậy nhá. Rồi mình tiến hành mình sẽ vào đánh boss bình thường nhá, mình vào đánh boss bình thường. Ok, bây giờ mình tiến hành là mình sẽ vào giao diện boss này. Sau đó mình tục mình lại dùng cái vé mình triệu hồi đúng không? Mình ấn xác nhận nhá. Sau đó mình ấn vào khai chiến không? Khiêu chiến không? Thì bây giờ mình sẽ khiêu chiến với đội hình hiện tại đây, mình sẽ thay vị trí một tí không? Mình sẽ đổi chỗ con ứng long thành con mới của mình, là con 6 sao mới của mình không? Là con Long Nguyên không? Đây con Long Nguyên không?
đổi thử xem như thế nào thôi mà. Nhưng thực ra mình căn bản mình đã giết được boss đấy thì bây giờ mình đổi đi đổi lại xác suất giết boss vẫn thế thôi. Ok mình sẽ đánh thử đội hình này xem sao nhé. Thực ra giết boss nó hên xui rồi, tức là bạch trạch đánh cùng nhiều ấy, bạch trạch đánh cùng nhiều thì xác suất của bạn gây xác thương rất là lớn nhá. Còn nếu bạch trạch đánh cùng ít ấy, thì nói chung nó bình thường thì nó sẽ khá yếu nhá. Nhưng ở đây mình thấy có vẻ con long nguyên mình chết hơi hao sinh mệnh nhỉ. Không biết có thể do thân mật vì đang hơi thấp hay thế nào, nhưng mà các bạn mình thấy là nó đang kiểu mất hơi nhiều máu ấy. Phát này có vẻ yếu hơn ứng long nhỉ, hoặc có thể do ứng long nâng nâng kỹ năng hơi nhiều, để có ứng long mình nâng kỹ năng được mắc nó này nâng kỹ năng một chút xíu ấy. Phát này mình nghĩ có vẻ đánh yếu hơn ứng long không, có vẻ yếu hơn ứng long rồi. Ok như vậy là mình đã cho bạn xem qua một chút về cái con Long Nguyên thôi. Nói chung bạn thấy là nó cơ bản nó cũng tương đối thôi. Với cơ bản một phần là nói chung là các bạn thấy con nào tiện thì đánh thôi. Và nói chung là về mình tổng kết lại sơ sơ một chút về con boss ấy thì mình sẽ thấy là nó sẽ có bốn con chính nhá. Là một, bạn sẽ triệu hồi khi bạn triệu hồi nó ra ngẫu nhiên boss nhá. Ở đây có bốn con, bạn triệu hồi ra ngẫu nhiên một trong bốn. Thì con đầu tiên là con gọi cho là con sơ nhá. Con sơ sẽ tồn tại tầm 30 phút. Với lượng máu nó sẽ tầm vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Nó gọi là 167.771 máu. Còn tiếp theo là có thể ra con tinh, ở đây là mức độ nó sẽ là tồn tại cũng 30 phút nhưng mà lượng máu sẽ là 447.545. Hay lên con cực nó sẽ là tồn tại 45 phút với lượng máu sẽ là 889.170. Và cuối cùng là con thần, con cao nhất, với tồn tại 60 phút với lượng máu là 1.449.552. Thì bạn sẽ ra ngẫu nhiên một trong bốn con đó trong một lần bạn ấn triệu hồi ở đây. Và khi mà bạn triệu hồi thì bạn để ý cái thanh kinh nghiệm tăng dần lên không? Thì nó tăng dần cho bạn các mốc. Đầu tiên là bạn sẽ đầu tiên khi bạn chưa có gì, bạn sẽ là kiếm sĩ vô danh. Sau đó bạn sẽ tăng lên đủ điểm khoảng tầm 830 điểm, bạn sẽ lên được tân thủ kiếm thuật. Lên được tầm 2.200 điểm sẽ được lên là độc cô kiếm hiệp. Lên được 4.320 điểm lên được trọng kiếm hiệp khách. Lên được 7.020 điểm lên được thành cao nhân ngự kiếm. Lên của 10.670 thì mình sắp sửa lên này. 10.670 là bạn sẽ lên được là 15 mài kiếm. Và cuối cùng là lên 16.130 lên mức cao nhất là kiếm thuật vô song. Thì nói chung là bạn cứ chăm chỉ đánh, giết được càng nhiều thì cái thưởng bạn càng tăng lên, cái mức độ bạn càng tăng lên. Và cái này khi bạn đánh thắng ấy thì nó cứ cho bạn cái phần thưởng. Thì phần thưởng sẽ được gửi vào hòm thư của bạn nhé. Bạn sẽ nhận trong thư này. Đây chính là những cái thưởng của bạn này. Bạn ấn nhận thì nó sẽ vào trong một cái giao diện trong cửa hàng. Nói chung là mỗi lần mà đánh thắng ấy, bạn sẽ được những cái điểm ở đây. Ví dụ mình nhận xong ấy, thì nó cái điểm ấy sẽ ở trong cái chỗ cửa hàng này. Bạn ấn vào trong cửa hàng và bạn sẽ tìm cho mình ở cái chỗ gần gần cuối. Đây có cái chỗ là lượng kiếm vấn đạo không? Lượng kiếm vấn đạo đấy không? Bạn ấn vào đây bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ có những cái vùng màu tối và những cái vùng màu sáng không? Tức là sao? Tức là ở đây hiện tại mình chỉ còn mỗi một cái rank nữa thôi. Mình còn mỗi một rank nữa thôi là coi như mình xong không? Tức là nó còn mình đang ở cái rank còn khoảng 2 rank nữa. Thì ở đây tức là cái hàng ở đây nó sẽ khống chế theo cái mức độ rank của bạn. Tức là ví dụ như những cái rank này mình đã đạt được rồi thì nó hiện quà ra. Còn hai cái rank cuối mình chưa hiện được thì nó chưa hiện quà ra. Thì đơn giản bây giờ chỉ cần mình lên là hết rank thì mình sẽ nhận được tất cả các quà ở đây. Ở đây tức là nó hiện tất cả các quà cho bạn mua thôi. Còn bây giờ bạn sử dụng cái điểm bạn nhận được khi bạn đánh thắng ấy để mua. Tức là ở đây cái quyền được mua sẽ thông qua cái việc là bạn rank mấy. Còn cái điểm có mua được hay không là do cái điểm bạn có đủ hay không. Thì thành ra nếu ví dụ bạn muốn mua con lộc tinh cao ở đây thì bạn phải đảm bảo điều kiện là phải đạt cái rank cao nhất cũng như là đủ ít nhất là 5.000 điểm để có thể mua được con lộc tinh cao. Còn nếu như mà bạn ở bây giờ bạn có 5.000 điểm rồi mà bạn vẫn chưa đủ cái rank giống như mình chưa đủ rank không, thì bạn thấy là hoàn toàn không thể mua được vì nó màu tối này. Hoặc bây giờ mình đủ hết rank rồi nhưng mà mình chỉ có 4.000 điểm thôi thì mình cũng không mua được. Đó là do bạn phải hài hòa cả hai thứ này. Nhưng nói chung là mình nghĩ là đi cái này chăm chỉ đi thì sẽ được thôi, và bạn chọn mua phần phẩm nào bạn thấy cần thôi. Mà thường thì người ta sẽ mua con lộc tinh cao, con phúc tinh cao trước, sau đó những thứ khác bạn thấy cần cái gì bạn mua thêm sau, thì thật ra hai cái đấy sẽ là cái ngon nhất. Và khi bạn đánh trong boss này thì nói chung là sau một hồi đánh linh tinh thử một số đội hình vui vui cho mọi người xem thôi. Thì nói chung là chắc là mình cũng sẽ đánh cố định một cái đội hình nào đó. Thì nói chung là đội hình cố định của mình đây hiện tại dự kiến mình sẽ dùng đội hình như sau. Tức ở đây mình sẽ dùng đội hình ở đây bạn xác định một điều là cái con sơ là con yếu nhất ấy, cái con có 30 phút ấy mà mức độ yếu nhất ấy, ít máu nhất ấy, thì con đấy thường mới có thể đánh đội hình chuẩn sẽ đánh được phát xong luôn. Tức là trong một lần đánh xong luôn. Tức là trong một lần đánh tức là 30 hiệp sẽ đủ sức để giết luôn nó. Nhưng những cái con mà từ mức độ tinh trở lên, tức là ba con còn lại ấy, thì bạn sẽ mất từ khoảng từ 2 cho đến 3 đến 5 lượt thì đó mới thắng được, tùy vào độ mạnh của bạn nhé.
Tại vì những con về sau máu nó quá là trâu, bạn không thể nào giết được luôn được đâu. May lắm hên lắm thì bạn mới giết được một con tầm tầm 30 phút và mức độ tinh thôi. Còn những cái con khác chắc chắn phải mất trên 2 lượt rồi. Thế ra bạn thử chấp nhận là từ từ đánh không? Nhưng mà đây được cái lợi thế ở đây là tức là nếu bạn đánh thắng thì bạn mới mất cái vé này thôi. Còn nếu bạn đánh thua nó không mất gì thì nó chỉ đang tiêu hao bạn cái điểm ở đây này. Thành ra bây giờ bạn chỉ cân nhắc làm sao cái điểm nó đủ để bạn đánh thôi. Nói chung bạn đánh mãi, ví dụ như bạn mạnh ấy thì bạn mất khoảng tầm một lần đánh mất khoảng 10 điểm không? Thì bạn chỉ mất khoảng 10 điểm một lần để bạn vượt qua một con thôi. Nhưng nếu bạn yếu bạn có thể mất khoảng tầm 20 đến 30 đến 100 điểm chẳng hạn. Thì nói chung cái đấy là tùy sức mạnh của bạn, nó mất tiêu hao cái này nhiều hay ít. Còn cái vé này nói chung là chỉ một con chỉ mất 10 vé thôi. Nó rất là đơn giản, 15 vé cho một con thôi. Cái một lần triệu hồi thôi. Và nó triệu hồi ra ngẫu nhiên thì cho bạn cứ thoải mái thôi. Mà ngoài ra có thể triệu hồi theo tổ đội để có thể đánh nếu như bạn cảm giác bạn yếu quá, bạn triệu hồi theo kiểu tổ đội. Còn đây hiện tại đây mình một mình hay on giờ tối ấy, kiểu khuya quá này, nhiều khi mình không triệu hồi tổ đội đấy. Nên mình cũng khá khá mạnh thì mình sẽ đánh kiểu đơn. Nói chung bạn xác định là đánh càng yếu thì đánh mất càng lâu, đánh càng nhiều lần thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và đội hình chốt đây có lẽ mình sẽ chốt theo đội hình là dùng Ngọc Khuê. Ở đây mình sẽ dùng con Ngọc Khuê với Linh Thạch như thế này cho mọi người xem qua không. Ở đây Ngọc Khuê mình đang không có Linh Thạch à. Ok, mình sẽ lắp bộ Linh Thạch vào. Ngọc Khuê mình sẽ dùng bộ Khuê tốc nhá. Mình dùng bộ khuê tóc của mình. Thực ra dùng cái bộ khuê máu được, chả cần khuê tóc đâu. Nhưng mà đây dùng tạo cái này cũng được. Đây bộ khuê tóc của mình không? Với các chỉ số như thế này không? Mình có thể chỉ cho bạn xem qua một chút cái dòng cho cái linh thạch của mình không? Cho bạn nhìn sơ sơ ước lượng thôi. Chứ còn thực ra thì mấy con này nói chung là đã xác định ấy. Đôi khi có thể chúng ta mạnh hơn nhau một chút ấy, nhưng mà đều mất hai lượt để đánh thì cũng chả khác gì nhau đâu. Nên thực ra không cần phải giống hệt đâu. Đây cho bạn nhìn sơ sơ một tí thôi. Và nếu bạn nào muốn nhìn chính xác nhất thì bạn có thể ấn giữ màn hình, có nút pause màn hình ấy, bạn ấn giữ dừng hình lại để bạn nhìn chi tiết nhé. Đây mình cho bạn xem qua một tí thôi. Xem qua chỉ số mình chút. Tiếp tục ở đây bây giờ tiếp theo là có khuê thì mình sẽ dùng thêm trương không? Gặp khuê trương hoặc cặp song ngọc, gọi là cặp song ngọc không? Thì đây con ngọc trương của mình đây. Ngọc trương của mình đây thì nói chung là linh thạch mình đang sử dụng đây không? Thì cho bạn người xem qua một chút thôi. Tiếp tục nữa đây mình sẽ dùng tiếp một con là con thái tuế. Vì nếu bạn xem một số cái video, một số bạn đánh vui vui nãy của mình ấy, bạn thấy gần như ấn tượng nhất là con thái tuế. Con thái tuế cảm giác sát thương rất là lợi. Ok này, thái tuế mình cảm giác nó có SR, cảm giác là con mạnh như SR luôn. Đúng không? Thì đây con thái tuế mình đang dùng bộ linh thạch đây không? Nói chung chủ yếu bạn xem chủ yếu là để ý chỉ số công và cái chỉ số sát thương bạo với tỷ lệ bạo. Đấy những cái chỉ số mà thường người ta quan tâm nhiều nhất những con tấn công. Tiếp tục ở đây mình sẽ sang tiếp vào đây mình sẽ dùng đấy là ba con cố định của mình là khuê trương rồi thái tuế này. Con tiếp cùng của con không thể thiếu là con bạch trạch nhá. Còn nào có hai bạch trạch dùng hai bạch trạch cũng được. Còn đây mình cũng có bạch trạch thì mình chấp nhận phải dùng một thôi. Đây bạch trạch của mình đây không? Bạch trạch ở đây mình đang dùng cái bộ này tăng cái khả năng phản kích lên tí. Và bạch trạch cái lợi thế hay đánh cùng ấy, nên cảm giác nhiều khi nó nhiều thêm một số lần sát thương cho mình, nó sẽ lợi hơn cho mình. Và giúp cho vì thế này thành ra cái lần đánh nó hên xui hơn tí, tức là nó phản kích lại nhiều nên nó lợi không, hay đánh cùng nhiều nó lợi hơn những lần là đánh cùng ít. Và cuối cùng là con slot cuối cùng ấy là cái con này có thể thay thế là một những con sau. Ví dụ ở đây bạn có thể dùng con ứng long nhé, bạn có thể dùng ứng long hoặc là bạn có thể dùng con long uyên cũng được, hoặc là bạn có thể dùng con uyển nhi không, uyển nhi không. Nói chung là bạn dùng cái con nào mà sát thương kiểu nó lớn lớn ấy thì bạn dùng con đấy cũng được. Nhưng mà ở đây trong trường hợp của mình đây hiện tại con Uyển Nhi mới có 5 sao, con Long Uyên 6 sao rồi và con Ứng Long 6 sao. Nhưng chứ Ứng Long mình kiểu mình có nhiều con tương đồng ấy, cái kỹ năng nâng cao hơn thì mình sẽ dùng con Ứng Long nhé. Trong trường hợp mình dùng con Ứng Long cho tiện thôi. Và giờ bạn có thể dùng một con đấy hoặc con nào khác mà cảm giác sát thương nó to ấy thì bạn dùng vào thôi. Ở đây ví dụ ở đây mình đang dùng con Ứng Long, ở đây mình đang sử dụng bộ như thế này. Ở đây là số chỉ số các bạn xem qua một chút con Ứng Long của mình. Nói chung cái này may mắn thôi. Là nếu bạn gặp những con yếu ấy thì nói chung thì bạn đánh nó nhanh. Mặc dù gặp con bạn triệu hồi đúng cái con nhiều tiếng ấy thì nói chung đánh nó lâu. Và bạn để ý là nó mỗi con bây giờ khi mình triệu hồi một tướng ấy, triệu hồi con boss ấy thì ngoài việc tiêu vé bạn để ý nó có cái mốc thời gian đâu. Như hiểu tức là sao, với bạn đánh sao, bạn đánh bao nhiêu lượt này mình không cần biết. Đánh sao miễn sao giết con này trước khi nó hết 30 phút là được, là sẽ được tính là thành công, đúng không? Còn nếu bạn giết cái này quá 30 phút thì nó không thành công thì đơn giản như vậy thôi. Và như là các con nào máu càng trâu thì thời gian nó càng dài. Hiểu nó ra thế. Ví dụ đây mình được con này khá là yếu thì có thể tỷ lệ cao đánh một phát là xong luôn này. Đó khiêu chiến cho bạn xem nhé. Ok, đội hình mình cơ bản như này không? Mình sẽ chiến đấu cho bạn xem nhé. Đây bạn thấy cảm giác đánh con này cảm giác cái máu nó rút nhanh không? Tại vì đơn giản con này con yếu nhất nhé. Và khi mà đánh con mạnh hơn ấy thì bạn thấy là cảm giác đánh gần như không mất máu mấy. Còn đánh toàn từ 2 đến 3 lần thôi. Đấy là vậy bạn còn mạnh đấy. Còn nếu bạn yếu có thể đánh cả 5 đến 10 lần mới thắng ấy. Thành ra cái này cứ chung cái này cứ thoải mái thôi. Thật ra một số bạn có thể dùng thêm con kiểu vĩ cũng được nhé. Nói chung đại khái là bạn cứ tùy chỉnh thôi, đúng không? Nói chung mình nghĩ là nên có cố định là Ngọc Trương, Ngọc Khuê với Thái Tuế. Tại vì sao? Tại vì ba con đấy ba con rất là dễ kiếm, đúng không? Ba con SR rất là dễ kiếm và dễ dàng nâng max kỹ năng. Còn những con như kiểu Bạch Trạch này, Ứng Long này, Long Uyên này, rồi
Xong rồi con Uyển Nhi tính tình, nói chung là hay là con Cửu Vĩ này, những cái con mà cảm giác là không phải ai cũng có ấy, thì nói chung con đấy bạn tùy cơ ứng biến xem bạn có con nào bạn dùng không. Chứ mà bây giờ mình không thể nào bắt mọi người giống hệt nhau được, vì nhiều khi mọi người có đâu không. Và dĩ nhiên là cảm giác đánh mấy trò này nói chung càng nhiều bạch trạch càng lợi nhé, thường đánh cái này cảm giác như thế. À ok, phát này mình đánh một phát chưa qua luôn đó. Mình phải đánh mất thêm lần nữa đây, nó đi là bây giờ có 71,12% sát thương không. Nhưng không sao chứ, nếu bạn đánh không qua bạn đánh thêm lần nữa là sẽ xong được không. Nói chung là bạn cứ kiên trì đánh được không. Chẳng qua bạn đánh qua sớm thì bạn đỡ tốn cái lực kia thôi. Và nếu bạn đánh qua muộn thì nói chung mất nhiều lực hơn. Và nếu bạn muốn tiết kiệm nhất bạn luôn để cái lực dưới 100 nhé, để ta đảm bảo luôn hồi qua thời gian đấy. Và nếu mà để trên 100 như mình ấy thì nói chung nó không tăng lực nữa. Khi nào đánh dưới 100 bắt đầu nó hồi lên tầm 5 phút tăng một lực không. Nhưng nói chung là cái này nói chung là mình nghĩ em mang tính chất là kiên nhẫn đánh được không, kiên nhẫn đánh là xong thôi. Và cố gắng làm sao ấy, bạn nên cố gắng làm sao là đánh mắc nhá. Như mình theo quan điểm cá nhân của mình là trận hình để như kiểu này, và theo quan điểm cá nhân của mình nữa là đánh làm sao cho mắc hết cái shop này nhá. Thế mà đánh lên cái rank cao nhất đi, đánh lên rank cao nhất đi để cái shop nó mở full ra, sau đó bạn đều chọn lựa xem nên mua quà gì không và dùng bao nhiêu điểm không. Và khi bạn cảm giác mua đủ những quà bạn muốn rồi, cũng như điểm coi như đủ đổi đấy, thì có thể lấy bạn ít đánh lại không. Tại vì giờ đánh đi đánh lại mỗi con này rất là chán. Nhưng quan trọng bây giờ mình cần đánh này, mua đủ cái thứ mình cần trước đã. Sau khi mình đủ rồi có thể mình lười đánh lại, đánh bớt lại đi cũng chả sao không. Ok không? Nói chung bây giờ mình cứ đánh mãi này, từ từ mình sẽ lên hạng thôi. Dù đây đã ở cao nhân ngự kiếm mà, nói chung đánh thêm tí nữa có thể tăng dần thôi. Và đây nói chung bạn lưu ý những cái gì đó thì có thể lưu ý, có lẽ mình đã nói hết trong video rồi không. Vấn đề bây giờ chỉ là mọi người chăm chỉ đánh thôi không. Nói chung bạn càng nhiều lực thì bạn đánh càng nhanh, tại vì cái vé này nó sẽ kiếm vào trong cái quá trình mà đi Vân Du nhé, đánh trong cái map trong Vân Du không. Mà để đánh cái map trong Vân Du ấy bạn lại cần cái lực này rất là nhiều, cái lực xanh này không. Mà để lực xanh được có, nói chung là bạn muốn nhanh ấy thì bạn phải mua trong cửa hàng, và trong cửa hàng để ý trong cửa hàng sẽ có những chỗ nó bán nhé. Nhưng tuy nhiên dành cho bạn nào phải nạp thẻ nhé, vì có cái ngọc để mua không. Ví dụ đây nó bán những cái này trong này nó bán này không. Hoặc là ở trong ưu đãi giờ vàng nó cũng bán nhé. Đấy, thì bạn nói chung là nó sẽ tốn của bạn là tốn ở đây, tốn cái ngọc. Ngoài ra thì nếu bạn không muốn tốn ngọc ấy thì thực ra bạn dùng cái lụa cũng được. Nhưng mà nếu bạn có lụa thì bạn ấn vào cái dấu cộng ở kia thì bạn thấy ra lụa không? Ở đây ấn một phát nó ra 40 lụa, mình có thể ấn thử bạn xem nhé. Thì đây mất 40 lụa này. Thì bây giờ bạn thấy là sau khi mất 40 lụa xong bạn ấn vào tiếp nó ra 60 lụa. Tức là cái lụa dùng để mua lực ở bên ngoài ấy, nó sẽ là tăng dần nhé. Và có một giới hạn nhất định, mình quên mất giới hạn là bao nhiêu rồi. Đại khái có số giới hạn trong ngày nhất định nhé. Còn cái lực mà bạn mua trong cái con boss kia thì nó là con cái lực đấy là lực luôn luôn là 30 lụa một lần mua. Còn cái lực bên ngoài sẽ tăng dần nhé. Nên bạn để ý cái đấy để cân nhắc là mua cho hợp lý nhé. Đấy, thì nói chung là về cơ bản thì có lẽ mình chỉ giới thiệu cho bạn xem qua con boss như vậy thôi. Thì có lẽ mình nghĩ là bạn đã biết qua con boss như thế nào không. Nói chung mình cũng mới biết con boss này lần đầu vì nó mới update mà, mình cũng không rõ lắm đâu không. Nên đại khái là biết qua một tí vậy thôi. Nói chung là bạn cố gắng làm sao đi được nhanh nhất có thể lên hết cái rank nhé, lên max rank để xem được max quà không. Sau đó bạn lựa chọn cái món quà bạn yêu thích thì bạn mua, nhưng mà thường sẽ là mua con phúc tinh cao, lục tinh cao trước, sau đó có thể mua thêm là những cái lực hay là tinh diệu cao là cái gì đó không? Nên tùy hoàn cảnh điều kiện các thứ mà mọi người mua thêm thứ khác sau không. Có lẽ là bây giờ, có lẽ là video chỉ có vậy thôi, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây không. Thì nếu bạn thấy video này hữu ích cho bạn đừng quên là like như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé.